Con có nghe mẹ nói không đấy? Lên học bài đi. Hiệp ơi, đồ đạc mày vứt mỗi nơi một chỗ à? Ở nhà. Rửa hộ mẹ mày cái bát. Ở nhà. Mày học hành thế này thì mày bôi cho xác cháu vào mặt mẹ mày rồi con ạ. Con sắp về chưa? Cháu tìm ai đấy? Cháu còn ai đấy? Cháu có công ăn việc làm ổn định chưa? Mẹ dặn mày bao nhiêu lần rồi, phải chọn bạn mà chơi chứ con. Nhìn thằng này mẹ thấy không đàng hoàng đâu. Mày ra mà xem đây này. Con người ta đi bộ 10 cây số mới tới trường học mà người ta còn đỗ thủ khoa đây này. Đấy, con là chú Hải vừa mới ra trường lương khởi điểm đã 20 triệu rồi. Mày xem mày học hành thế nào đi, cẩn thận đấy. Con là chú Tuấn vừa mới ra trường mà đã được 2-3 công ty mời đi làm rồi. Mày được bằng 1/10 nó mẹ cũng mừng. Ơi, tháng trước vừa xin tiền học tháng này lại xin à? Sao tiền học của mày như tiền đóng họ thế? Tháng nào cũng đều chẳng chắn là sao? Mày có định về nhà không hay là tao cho mày đi luôn đấy? Ôi Hiệp ơi, dạy mẹ ăn trưa với. Ôi Hiệp ơi, dạy mẹ chơi ngắn đi mobi với. Sao lúc nào cũng ăn hàng ăn quán thế? Phải biết tiết kiệm chứ con, ăn ở nhà đi. Phê cứ lớp. Hiệp ơi làm hộ mẹ với. Mày lại mua đồ mới. Con phải biết tiết kiệm chứ. Thời của mẹ làm gì được sung sướng như bây giờ. Ăn uống còn chẳng có, nói gì đến chơi. Chẳng như các con bây giờ, hết xem phim, đạp xe, đủ thứ. Úi trời ơi, sao ra ngoài đường cầm nhiều tiền thế này? Để mẹ cầm hộ cho. Mày nhìn cái phòng mày khác gì chuồng lợn không? Mày không bao giờ mà làm tao điên hết cả người.